Lời chứng của Carlos Lopes của xứ Puerto Rico. Báo cáo về một phù thủy cũ đi địa ngục. Hỡi anh, năm tôi 7 tuổi, kẻ thù xuất hiện với tôi và đưa tiền cho tôi. Tôi sống trong cảnh khốn cùng với gia đình nên tôi đã lao vào nghề phù thủy. Tôi đã bỏ trốn khỏi trường chủ nhật để tham dự các ngôi đền phù thủy. Tôi bắt đầu lớn lên trong những điều huyền bí. Họ đã làm tất cả các nghi lễ với tôi và dạy tôi tất cả những điều cơ bản. Trong cuộc sống của tôi, có một khao khát lớn đối với thế giới linh hồn. Tôi bắt đầu lớn lên và bóng tối cho tôi nhiều sức mạnh và nhiều kiến thức hơn. Tôi đã tham gia vào hội anh em phù thủy. Ở Puerto Rico, tôi được công nhận là nhà ma thuật và phù thủy trẻ tuổi nhất. Trong khu vực huyền bí, những người dạy thuật phù thủy và các thầy phù thủy đã rất ngạc nhiên và họ nhận ra rằng tôi có một điều gì đó đặc biệt và bắt đầu cung cấp cho tôi nhiều thứ. Satan có một kế hoạch nhưng Chúa cũng có một kế hoạch khác và Chúa đã nói với mẹ tôi rằng tôi sẽ là kẻ thù của bà và rằng tôi sẽ biết cái chết và điều đó rất có tác động đối với mẹ tôi khi biết rằng con trai bà sẽ là kẻ thù của Chúa. Cô ấy không từ bỏ việc cầu nguyện lần thứ nhất nhịn ăn cho tôi. Tôi tiếp tục phát triển trong ma thuật huyền bí và điều đó đã đưa tôi lên một cấp độ ấn tượng theo cách mà tôi trở thành một thợ săn đầu người. Kẻ thù đã đưa tôi lên một tầng cao xây dựng để làm một công việc đặc biệt. Anh ta đã làm điều đó với tôi để phá hủy sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Anh ta xuất hiện với tôi và đề nghị tôi quyền lực và tiền bạc. Anh ấy nói với tôi, công việc của bạn bây giờ không phải là hiến tế hay làm phép phù thủy cho khách hàng mà là phá hủy các nhà thờ. Số tiền anh ấy đưa ra cho tôi thật ấn tượng và có sức mạnh cao. Anh ấy nói với tôi, bạn sẽ có sức mạnh đặc biệt để bay trong không khí, hoặc biến hình thành một con chó. Bạn có thể làm nhiều điều nhưng tôi muốn bạn tiêu diệt những người hát ca ngợi Chúa vì tôi không thể vào được vị trí của ông ấy. TH ảnh hưởng đến tôi vì mục tiêu của anh ta là phá hủy các nhà thờ và bắt giữ các linh hồn. Lời đề nghị của anh ấy khiến tôi không thể cưỡng lại được. Tôi chấp nhận. Anh ấy đưa tôi đến dinh thự màu trắng ở Puerto Rico với nơi đây là nơi gặp gỡ của tất cả các phù thủy và những người theo đạo Satan. Họ nói, đối với loại tầm cỡ của bạn, bạn có thể làm công việc mà chúng tôi không thể làm. Họ bảo tôi phá hủy nhà thờ, ngay lúc đó chiến tranh bắt đầu. Tôi bắt đầu phá hủy các nhà thờ bằng phù thủy và ma thuật. Tôi là một kẻ phá hủy nhà thờ. Tôi đã dành 23 năm để tiêu diệt các mục sư truyền giáo Tin Lành và tôi đã săn lùng họ. Tôi là một thợ săn đầu người. Tôi tìm kiếm những người thực sự sống và kiêng ăn và bắt đầu làm việc với các bệnh tâm linh. Tôi muốn người dân hiểu rằng vũ khí của kẻ thù là tinh thần. Cuộc bức hại của tôi thật tàn nhẫn và cực độ. Ở đây không có mệnh giá nào mà tôi đã không ghé thăm. Tôi đã đến thăm mọi người. Kẻ thù giới thiệu bản thân cho tôi ăn mặc như một thiên sứ sáng chói và rất đẹp. Cô ấy có đôi mắt màu xanh lam và cô ấy có một vẻ đẹp không tồn tại trên trái đất. Đây là một người phụ nữ da đen sẽ không cho tôi nhìn thấy bàn chân của mình nhưng điều đó không có gì quan trọng đối với tôi. Nhưng có điều gì đó về đôi mắt của cô ấy rất ấn tượng. Tôi bị thu hút bởi đôi mắt của cô ấy. Cứ như thể đôi mắt của anh ấy là thuyền trưởng đã làm linh hồn tôi suy sụp. Đôi mắt của cô có sức quyến rũ chết người nhất loài rắn. Tôi đã chấp nhận chức vụ đó. Cô ấy cho tôi rất nhiều tiền. Trong một ngày, nó là 10.000 đô la đến 20.000 đô la. Đôi khi cô ấy nói với tôi sẽ cho bạn 50.000 đô la nhưng tôi muốn bạn phá hủy nhà thờ đó hoàn toàn. Mỗi khi cô ấy đã xuất hiện với tôi, đó là một nhiệm vụ. EHE nói, tôi muốn bạn tiêu diệt một mục sư đặc biệt này. Tôi nói với cô, tại sao bạn không tự mình tiêu diệt anh ta? Cô nói với tôi không thể ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Cô tự nhận rằng cô ấy không có mặt ở khắp nơi. Cô ấy nói, không phải chỉ có bạn là người phá hủy các nhà thờ mà còn có những người theo thuyết ma thuật, những người theo thuyết Satan, những thầy phù thủy ở khắp mọi nơi đang phá hủy các nhà thờ. Cô ấy luôn gửi cho tôi một thông điệp rằng có những người của Chúa rất dũng cảm. Chúng thánh thiện và tách biệt và nhiều pháp sư không thể chạm vào chúng bởi vì chúng được đầy dẫy Chúa Thánh Linh và chúng gây chiến với chúng ta. Chúng tôi không bao giờ có thể chạm vào chúng. Chúng ta đã gửi đến tai nạn, sự tàn tật về tinh thần và những ngọn giáo chết chóc, nhưng chúng tôi không thể chạm vào chúng. Tôi muốn bạn hiểu Satan có thể chữa khỏi bệnh cho bạn để bạn trở thành kẻ bị giam cầm. Đây là sự giả dối của anh ta, nhưng người duy nhất có sự cứu rỗi là Chúa Giê-xu Christ. Anh ấy có sự thật và cuộc sống. Chúa luôn nhìn tôi vì tôi có một người mẹ luôn nhịn ăn và cầu nguyện cho tôi. Tôi đến một nhà thờ để cầu nguyện và kiêng ăn. Tôi thấy một tấm áo choàng trắng bao phủ những người này và tôi nghĩ, mình có cái mũ nào trong những người này mà mình không thể tiêu diệt được. Tôi đã có thể phá hủy rất nhiều nhà thờ, nhưng trong nhà thờ này, tôi thậm chí không thể gỡ bất kỳ sợi tóc nào của những người đó. Tôi nói, tôi có biết những người đó có mà các nhà thờ khác không có mà tôi có thể phá hủy không? Tôi đặt bùa chú, phù thủy trước cửa của những nhà thờ nghiêm túc đó, nhưng tôi không thể làm gì được người dân của họ. Chúa Thánh Linh đi cùng họ và điều đó ngăn cản tôi làm bất cứ điều gì với họ. Ở đây là những người đã đến nhà thờ và tôi tìm kiếm ai đó để tiêu diệt bất cứ ai, dù đó là mục sư hay các thành viên nhà thờ. Tôi tìm thấy một cô thích chồng người khác. Thông qua người phụ nữ này, tôi đã trở thành kẻ phá hoại hôn nhân của những cơ đốc nhân khác. Tôi đã sử dụng cô ấy như một cánh cửa mở để mang những lời nguyền rủa đến nhà thờ của cô ấy. Tôi đã gửi một cái gì đó cho cô ấy để làm cho sự tràn lan trên một bàn thờ nhằm lây nhiễm cho những cặp vợ chồng đã kết hôn khác. Mạnh mẽ quá anh em ơi! Chúng ta phải vạch mặt ma quỷ. Một số cơ đốc nhân đến nhà tôi và tôi không thể làm gì được vì khi họ gõ cửa thì có một người đàn ông sáng chói trước mặt họ và sau đó họ phá vỡ tượng và hình ảnh của tôi. Tôi nghĩ, họ là ai để làm điều này? Những người này là ai? Tôi không thể di chuyển. Tôi đã chuẩn bị cho mình. Có máu dính trên sàn nhà vì những người đó không quan tâm đến điều đó. Họ nói, chúng tôi không sợ ma quỷ vì chúng tôi có Đức Chúa Trời toàn năng. Tôi không thể di chuyển. Anh ta nói, hãy cất lên nhân danh Chúa Giê-xu. Và tôi không thể mở miệng cả đêm. Tôi đã nghĩ những người này có quyền lực gì? Đức Chúa Trời đã nói qua miệng của mục sư rằng Ngài sẵn sàng tha thứ cho tôi. Tôi nói, các bạn là kẻ thù của tôi. Có lẽ nào lại muốn tha thứ cho tôi? Tôi đã từ chối. Tôi không muốn biết về Chúa Giê-xu Christ. Vợ và các con tôi khóc nhưng tôi cứng lòng. Chúa đã nói với tôi, vì cớ người phụ nữ này mà ta yêu con. Ngay lúc đó tôi đã khóc vâng. Tôi đã khóc vì lời Chúa như con dao hai lưỡi đâm thấu tim. Đây là một lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm và tôi sẽ chết nếu tôi không đến với Chúa Giê-xu. Chúa đã phán với tôi qua câu nói đó rằng, nếu ngươi không đến với ta, thì cái chết sẽ đến với ngươi. Nhưng tôi đã đổi ý và từ chối Chúa Giê-xu. Tôi không muốn Ngài. 3 ngày sau, cái chết làm tôi ngạc nhiên. Tôi bị ngừng tim, đột quỵ và suy thận. Vợ tôi đưa tôi đến bệnh viện và bác sĩ xác nhận tôi chết lúc 6 giờ sáng. Tôi không muốn Chúa Giê-xu và cái chết làm tôi ngạc nhiên. Tôi tin rằng tôi biết tất cả mọi thứ và tất cả nền tảng là trong Kinh Thánh về Satan mà tôi đã đọc. Linh hồn tôi rời khỏi cơ thể tôi. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ ở đó. Tôi thấy cơ thể mình đã được đặt trên một chiếc giường kim loại. Tôi đã cố gắng để trở lại được vào cơ thể của tôi nhưng tôi không thể. 5 giác quan của tôi được nâng cao. Tôi nghe thấy bên tai mình tiếng vo ve của dã thú. Tôi chỉ trong một phần giây, chúng bắt được tôi. Khi chúng chạm vào tôi cảm thấy đau khổ, đau đớn và áp bức. Tôi cảm thấy đau đớn vì những con quỷ này đã mang lại cho tôi sự áp bức từ địa ngục. Tôi đang đưa ra lời khai này và có hàng triệu người sẽ xuống địa ngục. Mọi người không biết và đến đó vì thiếu hiểu biết. Họ không biết Đấng Christ đã chết trên thập tự giá để ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Chính tôi không phải là Đức Chúa Trời đã tạo ra địa ngục. Satan không tạo ra địa ngục. Chúa không tạo ra địa ngục cho con người. Ông đã tạo ra địa ngục cho các thiên thần nổi loạn. Chúng ta sẽ đến nơi đó vì chúng ta đã không đến với Đấng Christ. Tôi không muốn xuống địa ngục với một người hộ tống. Đau đớn đến tàn nhẫn và tôi không thể thoát khỏi. Linh hồn tôi hét lên nhưng không ai nghe thấy tôi. Tôi đã ở đây, có rất nhiều người. Đó là một nơi tối tăm, nơi những con quỷ trông giống như những điếu thuốc đi qua nơi này đến nơi khác. Một cánh cửa mở ra và tôi nhìn thấy một dịch bệnh khiến hàng triệu người chết và rơi xuống nơi đó. Không có nơi nào có mùi hôi nồng hơn nơi này. Tất cả các di tích trên trái đất không thể so sánh với nơi này. Tiếng la hét của hàng triệu người cùng một lúc. Tôi nói với những con quỷ, đầu tiên, bạn đã làm việc cho tôi trên trái đất. Tôi là Carlos Lopes. Họ nói với tôi không quan tâm bạn là ai. Trên trái đất, bạn đã có quyền lực nhưng ở đây chúng tôi chịu trách nhiệm. Ma quỷ chế giễu tôi. Họ quay lại trước mặt tôi trong hình dạng của Thánh Bárbara. Thánh Bárbara cùng với Yemanjá, nữ hoàng biển, một nữ thần của vương quốc biển được người Công giáo ở Puerto Rico tôn kính. Phía sau Thánh Bárbara là Orisa hay thực thể quỷ lang xả dây, chiến binh Oris, người phụ nữ của linh hồn, của gió, của bão, của sét và lốc xoáy. 16 thực thể quỷ được tôn thờ ở Candomblé và Umbanda, tôn giáo phù thủy ở Brazil và Mỹ Latin, tương ứng với một hoặc nhiều vị thánh Công giáo. Những người châu Phi đầu tiên của Yoruba đến Brazil làm nô lệ. Tôn giáo của Yoruba là Candomblé. Do sự cấm đoán của Công giáo, các nô lệ bắt đầu liên kết các vị thần của họ với các vị thánh Công giáo để ngụy tạo đức tin của họ. Vì vậy, ngày nay ở châu Mỹ Latin hiện đại, khi một người Công giáo quỳ gối trước một bức tượng của một vị thánh Công giáo, anh ta đang quỳ gối trước một trong 16 thực thể quỷ trong giới linh. Họ nói với tôi, em mờ an, tại sao bạn lại rơi ở đây? Họ đã làm rất nhiều điều theo cách mà họ đang tra tấn tôi. Cái nóng ở nơi đó như có nắng ở nơi ấy. Hơi nước bốc cháy. Nắng nóng gay gắt. Nơi đây họ đã tra tấn rất nhiều linh hồn. Những con quỷ đưa tôi đến lối vào và sau đó tôi nhìn thấy linh hồn từ những nơi khác nhau rơi xuống đó như thế nào và tôi thất thần. Chúng tôi đã ở vị trí của các phù thủy. Có những pháp sư ở mọi lứa tuổi mặc trang phục của thời đại của họ. Có một cột lửa và tôi nói, đây là cái mũ A. Tôi đang ở đâu, tôi không phải là nỗi đau đớn tuyệt vọng thứ ba. Tôi bắt đầu cảm thấy tâm hồn mình khô héo. Tôi cảm thấy một nỗi đau mà tôi không thể diễn tả được ở nơi này. Tôi cảm thấy những con sâu. Dùng có 3 miệng. Những con sâu phát ra từ tâm hồn. Nếu tôi lấy một con ra, 20 con nữa xuất hiện và chúng giống như những con rận trên đầu những linh hồn. Tôi thấy những linh hồn ở đó chạy la hét trong cuồng loạn như thế nào. Họ hét lên rằng, hãy cứu tôi khỏi đây. Một những con sâu đã ở trên chúng. Họ ném những con dung lửa nhưng nếu một trong số chúng chạy ra, lũ quỷ sẽ bật cười. Tôi nói, tôi có những điều cơ bản về phép thuật phù thủy và những con quỷ là người bạn của tôi. Họ nói với tôi, bạn có định gọi ai không? Và họ quay sang các vị thần ngoại giáo. Tôi nói, có phải bạn đã xuất hiện với tôi trên trái đất? Họ nói với tôi, chúng ta sẽ làm cho thế giới trở nên hỗn loạn để họ kết thúc ở đây trong địa ngục. Họ nói, khi người công chính gọi bạn khi bạn còn sống, bạn đã từ chối. Bạn đã có cơ hội nhưng bạn đã từ chối ngài. Bây giờ bạn đã đến nơi này. Này, đừng nói danh Chúa. Tôi đã hét. Chúng lại là những con thú trong lòng ở đó. Tôi đã thấy yêu tinh ngược đãi phù thủy. Họ đánh họ vào mặt. Có nhiều cách tra tấn bất cứ nơi nào linh hồn của bạn đi qua. Đó không phải là luyện ngục mà là địa ngục và thời điểm một người từ chối Chúa Giê-xu và anh ta sẽ hạ cánh ở đây. Đột nhiên ai đó bước vào nơi đó và lũ quỷ chạy tán loạn. Nơi đây được thắp sáng như thể ban ngày. Đó là một cái gì đó ấn tượng. Tôi đã nghe thấy một giọng nói gọi tên mình 3 lần ở đó. Tôi đã gặp Chúa Giê-xu. Anh ta mặc áo choàng trắng và bay lơ lửng trong không trung. Ngài đã có đôi dép và đôi chân tỏa ra lửa. Ngọn lửa của Ngài khác với ngọn lửa của địa ngục. Sau đó, một bàn tay xuất hiện, đổ máu và làm sạch tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm và run chui ra ngoài. Tôi nói, Chúa ơi, hãy đưa tôi ra khỏi nơi đây. Tôi sẽ đi ra rao giảng về lời của Ngài. Tôi biết tôi là một kẻ giả hình. Tôi biết tôi đã bức hại Ngài. Xin Ngài cho tôi ra khỏi đây. Chúa bảo tôi im lặng và nói, ta đến để đón con vì ta đã hứa với mẹ con. Ta tìm con không phải vì con là Carlos Lopes. Ta có thể gửi một nhân vật đến địa ngục và cho anh ta một tiết lộ. Ta đi tìm con vì ta đã hứa với mẹ của con. Điều tác động đến tôi là nhìn thấy những con thú vật đó. Những con quỷ trong hình dạng của bọ cạp đang tra tấn các cô gái điếm. Tôi có thể thấy những người đàn ông uống rượu. Quỷ đã cho họ axit và họ uống và uống. Tôi nhìn thấy những núi cocaine, núi cần sa và những con quỷ khiến linh hồn bị nhấn chìm ở đó, nhưng không phải để thỏa mãn mà là để tra tấn. Tôi có thể thấy những nơi trong địa ngục, nơi các linh hồn rơi xuống và chúng không bao giờ đến được đấy. Tôi thấy nhiều buồn nhưng mọi thứ đều có trật tự. Không có gì là dễ chịu. Tôi nói với Chúa rằng tôi muốn đi ra khỏi nơi đây và Ngài nói, ta đã đưa ngươi đến đây để được mặc khải. Điều cần thiết là con phải nhìn thấy để cha ta được vinh hiển bởi những điều ta nói với con. Ta sẽ làm bất cứ điều gì để mọi người không bị đến nơi đây. Điều tác động đến tôi nhiều nhất là Chúa bắt đầu khóc và tôi hỏi, lạy Chúa, tại sao Ngài khóc? Ngài nói với tôi, ta sẽ đưa con đến một nơi khủng khiếp hơn, một nơi mà không ai muốn, một nơi mà vì lời nói của ta mà mọi người không muốn tuân theo. Cũng chính từ ngữ đó giữ chân con cũng chính là từ ngữ lên án con. Tôi có thể nhìn thấy một cái hồ và ở nơi đó, tôi có thể thấy những người bị nhấn chìm ở nơi đó và những con quỷ đang tra tấn và chế giễu họ. Tôi thấy mọi người mặc vest. Chúa nói với tôi, họ là những người mục sư. Họ đã cướp phần 10 và lễ vật của ta. Họ là những người không chia phần 10 và đưa ra lời đề nghị. Tôi nói, lạy Chúa, những người chăn cừu tốt lành. Sao họ lại ở đây? Chúa đã nói với tôi, lần lần con sẽ hiểu tại sao không có tên trọng nào sẽ vào vương quốc của ta. Tôi có thể thấy một nhà truyền giáo đã lừa dối người dân, nói dối họ và thao túng họ và Chúa nói với tôi, bạn không thể lừa dối người thánh linh. Bạn không thể lừa dối mọi người. Bạn không thể thao túng từ ngữ bởi vì nếu không thì những tai vạ của cuốn sách này sách sẽ rơi vào bạn. Tôi không hiểu những gì Chúa nói với tôi. Ngài nói với tôi, con có thấy một cô truyền giáo ở đó không? Tôi có thể nhìn thấy nhà truyền giáo và Chúa nói, cô ấy bị tra tấn ở đó vì cô ấy đã mang quần áo nhiều người cho trẻ em về nhà và bán quyên góp. Cô không cho ai cả. Cô đã bán chúng và trả tiền mua nhà và xe. Số tiền thu được không bao giờ được chuyển đến các tổ chức từ thiện dự định. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể lừa dối Chúa. Chúa nói với tôi, Thánh Linh dạy mọi thứ. Ta sẽ cho con thấy lý do tại sao mọi người đang lạc lối. Vì vậy, Chúa đưa tôi đến một nhà thờ nơi các chị em đang ca ngợi Chúa. Họ hát như thiên thần và nói tiếng lạ. Tôi nói, Chúa ơi, đây là tội lỗi sao? Chúa đứng đằng sau họ như một cơn gió lốc và nói, mỗi một người trong số họ có sự căm ghét trong lòng. Mỗi một trong số họ là tuyệt vời nhưng không ai trong số họ yêu đầy tớ ta. Khi bạn có điều gì chống lại anh trai của bạn, hãy để quà của bạn trước bàn thờ và hòa giải với anh ấy để anh ấy không nộp bạn cho thẩm phán. Hãy dành thời gian và tha thứ. Nếu bạn không tha thứ, bạn giống như một kẻ giết người và những kẻ giết người không thể vào vương quốc của ta. Thánh linh của ta mọi lúc đều dạy về điều đó, lời của ta nói trong 1 Cô-rinh-tô 13, một mặc dù tôi nói tiếng lạ của loài người và thiên thần, và không có lòng bác ái, tôi đã trở nên nghe như đồng thau hoặc chủng chọe len ken. Hai và dù tôi có những lời tiên tri, và hiểu biết mọi điều huyền bí và mọi sự hiểu biết, và dù tôi có hết lòng tin, cậy núi dời non, không có lòng bác ái, tôi chẳng là gì cả. Tôi đã ở trong địa ngục. Vợ tôi đã ký vào giấy tờ. Cơ thể tôi đã ở trong túi. Ở đây tôi không còn hy vọng khi Chúa trả lại cuộc sống cho tôi để nói với mọi người rằng vẫn còn hy vọng. Đã đến lúc trở về với đấng Christ. Đã đến lúc để lại xung đột và tranh luận. Chúng ta phải đoàn kết chống lại Satan chứ không phải chống lại anh em của chúng ta. Chúng ta không thể phỉ báng những người anh em của mình nếu họ đã sa ngã. Chúng ta phải nâng chúng lên. Không cần biết bạn là nhà thờ nào, bất kể bạn có chức danh gì, tôi đã thấy những người ở địa ngục phục vụ nhiều hơn 50 năm của phúc âm nhưng họ vẫn bị hư mất linh hồn. Làm ơn, vui lòng anh em, đó là vấn đề của sự vâng lời. Đã đến lúc nếu bạn muốn đi cùng đấng Christ, hãy tha thứ cho anh em mình. Không có nhà thờ hoàn hảo. Chúa đã phục hồi cơ thể của tôi và các bác sĩ bệnh viện nói rằng đó là một phép lạ. Chúng ta là ánh sáng giữa bóng tối. Amen. https manadivin.com 2022-07-19